Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới thời điểm các nhà mạng chính thức cắt sóng di động 2G only. Các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT, Vinaphone, Mobifone đã dần tắt sóng 2G ở những trạm thu phát sóng riêng lẻ và không phát sinh dung lượng 2G hoặc lưu lượng rất thấp. Nhiều người dân cho biết điện thoại 2G only của mình đã không thể sử dụng và họ đã phải ra cửa hàng tìm hiểu trên mạng để chuyển sang điện thoại 4G. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải vượt ngàn chông gai để mua được điện thoại đúng là 4G. Trang trên một sàn thương mại điện tử, cụm từ điện thoại phím bấm 4G, loạt kết quả tìm kiếm hiện ra. Vô vàn những sự lựa chọn, có những mẫu chỉ vài chục nghìn đồng. Bấm vào xem thử, nhiều phản ánh của người mua cho biết máy treo đầu dê bán thịt chó khi không sử dụng được. Nhiều trường hợp người dùng phản ánh mua phải điện thoại 4G nhưng khi lắp SIM cũng không liên lạc được. Mấy chục nghìn đã vậy, nhưng khi bỏ ra cả chục triệu, chưa chắc đã mua được điện thoại 4G. Thấy máy tốt và giá hời, tại Vũng Tàu, một người đàn ông đã mua một chiếc Vertu Signature V qua người quen giới thiệu, giá 30 triệu đồng. Người bán khẳng định là máy 4G không bị ảnh hưởng khi cắt sóng 2G. Song khi đến hãng kiểm tra mới phát hiện là mẫu Signature S chỉ có thể kết nối 2G, 3G. Tất cả các dòng máy của Vertu Việt Nam phân phối và bán lẻ đều dùng sóng 4G. Chỉ riêng dòng Signature sẽ dễ gây nhầm lẫn vì đời cũ và đời mới hoàn toàn giống nhau. Người dùng cần hết sức cẩn trọng khi mua hàng sách tay không rõ nguồn gốc hoặc mua qua bên thứ ba. Hai dòng máy này sẽ chạy hai hệ điều hành hoàn toàn khác nhau. Mainboard bên trong cũng không thể nào thay thế và nâng cấp cho nhau. Biết được những nguy cơ về việc mua nhầm điện thoại 4G giả kém chất lượng, phần đông người dùng máy 2G cũ đã ra các hệ thống cửa hàng uy tín, điểm giao dịch của các nhà mạng. Tùy vào điều kiện kinh tế và thói quen, người dân đều có thể lựa chọn điện thoại phím bấm từ khoảng 400.000 đồng và điện thoại thông minh có sóng 4G từ khoảng 1,7 triệu đồng, trong đó ưu tiên điện thoại thông minh. Máy của tôi cũ thì dùng hàng chục năm nay rồi, hiện tại là nó không liên lạc được nữa. Thế nên bây giờ tôi đi mua và đổi cái điện thoại mới. Nói chung là tiền thì với cái mức như bây giờ mua thì là hợp lý thôi, không có gì cả. Mình phân vân giữa hai dòng là phím bấm với lại smartphone. Phím bấm thì nó sẽ rẻ hơn với lại nó sẽ dễ dùng với người già hơn, nhưng mà mình vẫn lựa chọn smartphone bởi vì là nhiều có lợi ích cho dùng cho những ứng dụng số bây giờ. Cái việc mà chuyển đổi lên thiết bị smartphone ấy, thì giúp cho người dân không chỉ là duy trì thực hiện cuộc gọi nhắn tin trên mạng 4G sau khi tắt 2G, mà cái việc chuyển đổi lên smartphone sẽ giúp người dân có thêm công cụ để tiếp cận với các cái công nghệ và các cái tri thức mới trên nền tảng Internet. Với sức mua lớn từ việc chuyển đổi, nhiều hệ thống đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số smartphone từ 50 đến 70% ở phân khúc phổ thông dưới 5 triệu đồng. Cùng với việc mua máy, người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều gói cước ưu đãi từ các nhà mạng với chính sách máy không đồng. Thưa quý vị, có thể thấy công nghệ luôn thay đổi và ngày càng hiện đại hơn. Và đến với trường quay của chuyện trong ngày hôm nay là đại diện của một nhà mạng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Mạnh Dũng, quyền giám đốc ban khách hàng cá nhân, Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông Đỗ Mạnh Dũng, hiện nay thì nhà mạng VNPT Vinaphone đã và đang đạt được những kết quả như thế nào trong việc là giúp người dân chuyển đổi thuê bao từ 2G lên 4G khi mà chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, sắp tới cột mốc ngày 16 tháng 9 ạ? Trong thời gian vừa qua thì thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT Vinaphone đã triển khai rất nhiều các cái biện pháp khác nhau, trong đó là tập trung vào việc tuyên truyền đến người dân về cái mốc thời gian sẽ dừng hỗ trợ sử dụng công nghệ 2G trên máy điện thoại. Và tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã vận động thuyết phục chuyển đổi được trên 50% số lượng thuê bao máy điện thoại mà chỉ hỗ trợ công nghệ 2G. Tuy nhiên thì đúng là chúng ta sẽ chỉ còn khoảng gần 3 tuần nữa là sẽ đến cái mốc ngày 16 tháng 9 là cái thời điểm sẽ dừng hỗ trợ công nghệ 2G. Thì đây là một trong những cái khó khăn và thách thức đối với tất cả các nhà mạng, trong đó có VNPT Vinaphone, trong việc tiếp tục phải truyền thông, vận động và thúc đẩy người dân sẽ chuyển sang các máy điện thoại 2G. Và tại cái thời điểm này thì người dân có thể tra cứu thông tin máy điện thoại của mình để biết rằng máy điện thoại của mình có phải là máy điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G và phải chuyển sang các máy 4G để tiếp tục sử dụng sau ngày 16 tháng 9 hay không. Và Vinaphone thì cũng hỗ trợ tin nhắn cho khách hàng miễn phí với cái cú pháp, thì khách hàng có thể nhắn theo cú pháp là 2G hoặc là TC 2G hoặc là TCTB gửi đến đầu số 888
cái này tin nhắn này là hoàn toàn miễn phí, và sau khi nhắn tin thì khách hàng sẽ được trả về cái thông tin điện thoại của mình có phải là điện thoại 2G để chuyển đổi sang máy điện thoại 4G hay không. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, cũng có thể thấy rằng là để thời điểm tắt sóng 2G không gây xáo trộn lớn cho người dân, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, các nhà mạng đang gấp rút triển khai nhiều hình thức để hỗ trợ người dân chuyển đổi điện thoại 2G only. Và ngay sau đây sẽ là câu chuyện về mô hình đi từng ngõ, gõ từng nhà, làm sao để người dân hiểu và chuyển sang sử dụng điện thoại 4G tại một tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Hôm nay, bà Hà Thị Pầy, 68 tuổi, người dân tộc Thái, ăn mặc rất đẹp vì có cán bộ nhà mạng đến nhà. Sau buổi tư vấn, bà Pầy sẽ được đổi chiếc điện thoại phím bấm dùng hơn 10 năm qua sang một chiếc điện thoại 4G nhẹ hơn, phím bấm to hơn. Chị chuẩn đi đấy, nhân viên Vinaphone tư vấn thì phải dùng điện thoại Vinaphone mở đi dùng rất giỏi mà phone bay tới đâu có vào mở sóng mà bay tới đâu có phẳng lấy đâu phẳng lấy cả internet mở đấy đấy báo mở phải rất cảm ơn. Ở những huyện vùng cao, đồng bào ít khi ra tận phòng giao dịch hay các điểm bán để mua sim đổi dịch vụ. Để họ đồng ý chuyển đổi sang điện thoại 4G, đội kinh doanh nhà mạng phải đi từng nhà, ra từng người để tư vấn giới thiệu. Mỗi lần vào bản lại như một ngày hội với người dân nơi đây. Con tôi ấy, nó cũng đi học ở dưới Hà Nội các thứ kia, nhiều khi ấy, nó viết thế nào hoặc là cái tôi bảo ôi con ơi con đã ngủ chưa, thế nhiều khi thì con cũng rất là cái tuyệt vời là nhìn thấy tất cả các tiếng nói của các gia đình, hoặc là tôi có một cái tin nhắn cho bạn bè ở xa ấy, và ví dụ trong miền Nam chẳng hạn thì tôi cũng có cái đi có cái Facebook hoặc là cái Zalo gì đấy thì cũng rất là cái tuyệt vời. Tính đến đầu tháng 1 2024, Hòa Bình còn hơn 9.000 khách hàng dùng thiết bị điện thoại phím bấm thuần 2G. Đến nay, Hòa Bình đã chuyển đổi từ 2G lên 4G được hơn 50% số lượng khách hàng này. Để đưa tổng số thuê bao di động 2G về 0 hoặc dưới 5% từ nay đến ngày 16 tháng 9 đang là mục tiêu chung, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ các bên. Thì rất mong là về chính quyền địa phương cũng tuyên truyền cho người dân nắm được cái chủ trương của Bộ Thông tin Truyền thông để người dân thực hiện chuyển đổi để đảm bảo được cái thông tin liên lạc khi mà tắt sóng 2G chuyển đến 4G. Riêng đối với Bộ Thông tin Truyền thông rất mong muốn là khi mà cân nhắc xem là một số các cái vùng mà sâu vùng xa mà các khách hàng bà con còn chưa tiếp xúc được, chưa tiếp cận được hoặc là có kinh tế còn chưa đảm bảo thì có thể là giãn vào thời gian nữa để cho các nhà mạng có những cái tư vấn tiếp theo đến người dân để người dân biết được để chuyển đổi lên thiết bị 4G để sử dụng. Vâng ạ, trở lại với trường quay thì chúng ta có thể thấy rằng là Hòa Bình hiện nay đang là một trong những địa phương triển khai hỗ trợ người dân chuyển đổi di động từ 2G lên 4G tích cực nhất. Vậy thì quay trở lại có thể thấy rằng là ở các địa phương khác ở trên toàn quốc, việc triển khai máy 4G không đồng kèm theo những gói cước của các nhà mạng thì đang được thực hiện như thế nào và liệu có khả thi hay không khi mà trên toàn quốc của chúng ta đang có hàng triệu thuê bao 2G chưa chuyển đổi ạ? Quá trình triển khai đổi các máy 2G lên máy 4G thì một trong những cái vấn đề mà chúng tôi, các nhà mạng nói chung thấy khó khăn nhất đấy là cái tập khách hàng sử dụng dịch vụ phân tán ở nhiều nơi. Và trong đó là tập khách hàng sử dụng máy chỉ hỗ trợ công nghệ 2G thì tập trung nhiều ở các đối tượng người cao tuổi, các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo hoặc là đối tượng vùng sâu, vùng xa. Chính vì thế là bên cạnh cái việc đưa ra các cái chính sách ưu đãi thì chúng tôi tập trung vào việc tuyên truyền để bằng các hình thức khác nhau, từ tuyên truyền trên các hệ thống online cho đến tin nhắn, điện thoại đến trực tiếp khách hàng, cũng như là truyền thông hệ thống loa đến từng phường, xã để người dân biết được cái thời điểm mà sẽ ngừng hỗ trợ công nghệ 2G trên máy điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G only. Vâng ạ, chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì các trạm 2G thì đã phủ sóng ở khắp cả nước rồi. Thế nhưng mà vẫn còn những cái điểm lõm mà sóng với cả mạng 4G. Vậy thì hiện nay các nhà mạng của chúng ta cũng sẽ có những cái cam kết ra sao về chất lượng dịch vụ cũng như là độ phủ sóng khi mà người dùng sẽ chuyển sang sử dụng 4G ạ? Trong những năm vừa qua, không chỉ đến cái thời điểm mà chuẩn bị tắt sóng 2G mà cho cái xu hướng chuyển đổi số thì các nhà mạng đã tập trung rất nhiều các cái nguồn lực để phủ sóng công nghệ 4G. Và tại Việt Nam thì theo thống kê có đến 98,7% người dân là đã được tiếp cận với các cái khu vực mà có hỗ trợ công nghệ 4G.
trong thời gian vừa qua để khắc phục những cái vị trí mà trước đây là công nghệ 2G và sau này sẽ phải sử dụng trên công nghệ 4G, thì các nhà mạng trong đó có Vinaphone chúng tôi cũng đã tập trung các cái biện pháp để dồn dịch những cái hạ tầng mạng lưới của nhà mạng để phủ sóng, rồi lắp đặt bổ sung các cái trạm phát sóng 4G. Đặc biệt là các nhà mạng chúng tôi cũng có cái phối kết hợp với nhau để sử dụng cái hạ tầng chung của các nhà mạng đảm bảo là phủ toàn bộ các cái khu vực mà trước đây chỉ có công nghệ 2G. Thưa quý vị, một trong những cái lợi ích của tắt sóng 2G đó là thúc đẩy 100% người dân Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh. Khi đó thì người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ số đa dạng và việc chuyển dịch lên 4G cũng giúp cho người dùng có thể truy cập Internet tốc độ cao, thuận tiện sử dụng các dịch vụ trực tuyến tiện ích trong giáo dục, y tế, thanh toán cũng như là giải trí. Khi mà mình không có tiền trả lại, cái việc quét mã QR nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy ạ. Trong trường hợp mà mình đông khách ý, thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian, nó rất là tiện lợi, đơn giản. Vượt lên trên tính năng nghe gọi liên lạc, điện thoại thông minh đã trở thành chiếc ví để thanh toán mọi lúc mọi nơi. Và với chiếc điện thoại 4G, người dân có thể vào mạng, sử dụng dịch vụ hành chính công của nhà nước từ ứng dụng trên smartphone thay vì vào website. Đây là cơ hội để họ tiếp cận dịch vụ số, dần dần hình thành xã hội số, với mục tiêu tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận công nghệ mới. Kinh tế số và xã hội số phát triển nhờ trên việc là người dân tham gia trên môi trường mạng. Và cái cổng duy nhất để người dân tham gia trên môi trường mạng trong giai đoạn này chính là cái smartphone. Bởi lẽ cái thiết bị feature phone không phải 2G thì người ta không thể truy cập Internet, không thể mua hàng mà thương mại điện tử, không thể xem được các cái video clip hay là YouTube hay là livestream. Và do vậy chúng ta không thể tác động được kinh tế số, xã hội số. Theo thống kê, hiện tỷ lệ điện thoại thông minh tại Việt Nam đạt hơn 84%. Để không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng đến mục tiêu 100% người dùng có điện thoại thông minh vào cuối năm 2024. Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện các thủ tục để sử dụng nguồn từ Quỹ Viễn thông Công ích nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi máy 2G lên 4G. Quỹ Viễn thông Công ích không chỉ phục vụ dừng công nghệ 2G mà còn có mục tiêu lớn hơn là hỗ trợ các nhà mạng triển khai hạ tầng công nghệ 4G tại các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa. Quỹ Viễn thông Công ích thì khi ra đời thì không chỉ có phục vụ cho cái mục tiêu là dừng công nghệ mà còn là mục tiêu lớn hơn, đó là triển khai hỗ trợ các nhà mạng là triển khai các cái hạ tầng các cái công nghệ 4G tại các cái khu vực khó khăn ở vùng sâu vùng xa, cũng như là hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi sang cái smartphone điện thoại thông minh. Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi dừng công nghệ 2G, dự kiến đến tháng 9 năm 2028 sẽ dừng hoàn toàn công nghệ 3G. Trên thế giới, đến nay đã có 37 quốc gia dừng công nghệ 2G, 77 quốc gia đã có kế hoạch dừng công nghệ 2G, đa phần dự định dừng vào năm 2028. Nhằm tập trung nguồn lực phát triển những công nghệ mạng không dây thế hệ mới như 4G và 5G, vào đầu tháng 8, Singapore đã trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á tắt sóng mạng 3G sau Malaysia. Vâng ạ, thưa ông Đỗ Mạnh Dũng, như ông cũng vừa chia sẻ đó là với cá nhân Vinaphone thì cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để giúp cho người dân từng bước tiếp cận với mạng 4G, như là những cái chính sách ưu đãi hay là sử dụng mạng. Vậy thì cụ thể mạng 4G sẽ có những cái tính ưu việt hơn như thế nào khi mà chúng ta phải cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi trong bối cảnh hiện nay ạ? Việc chuyển đổi từ công nghệ 2G sang để sử dụng trên công nghệ 4G mang lại rất nhiều các cái lợi ích không chỉ cho người dân mà cho cả doanh nghiệp cũng như là cho các cơ quan quản lý nhà nước và chính phủ. Thứ nhất là đối với người dân thì việc chuyển từ công nghệ 2G sang công nghệ 4G sẽ giúp cho người dân sẽ được tiếp cận với cái môi trường Internet. Trên đó thì người dân có thể sử dụng được các cái ứng dụng trên nền tảng công nghệ số hỗ trợ rất là đắc lực và rất là thiết thực cho đời sống của người dân trong các cái nhu yếu phẩm, cho các cái nhu cầu thiết thực hàng ngày. Thế còn đối với doanh nghiệp thì việc tắt công nghệ 2G sẽ giúp cho một cái điểm rất lớn, đấy là doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, trong đó không chỉ có bao gồm chi phí vận hành khai thác mà đặc biệt trong đó là có cái chi phí về tiền điện. Và khi mà chúng ta tắt được 2G, tiết kiệm được điện thì không chỉ tiết kiệm cho doanh nghiệp mà còn giúp cho cái môi trường của chúng ta sẽ phát triển xanh, phát triển bền vững và theo cái xu hướng chung trên thế giới.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Đỗ Mạnh Dũng đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là với chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tốc độ chuyển đổi số đang được đẩy nhanh ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Hiệu quả, lợi ích của chương trình phổ cập smartphone rất rõ ràng. Người đang dùng feature phone, điện thoại cơ bản khi chuyển sang smartphone sẽ được tiếp cận nhiều dịch vụ số hơn như là dịch vụ nội dung số, thanh toán số hay là chính phủ điện tử. Và nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn, biên giới và hải đảo. Và đến đây chuyện trong ngày cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.